Xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đến với một cái ví dụ tiếp theo trong cái loạt video về mình hướng dẫn trong tính dầm theo tiêu chuẩn 574/2018. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ trong cuốn sách sửa tay thực hành tích kết cấu. Đó là tính cốt thép đai cho cột chịu lực quy và lực dọc trục. Thì cái này có hướng dẫn trong tiêu chuẩn, nhưng mà mình để cái tiêu đề của mục này đó cho các bạn dễ đọc, dễ áp dụng hơn. Thực chất trong tiêu chuẩn là người ta chỉ nói là cấu kiện bê tông chịu lực cắt và có lực N đồng thời. Bây giờ để cho nó dễ thực hành thì mình sẽ cắt nó ra. Mình cắt ra để nó dễ cầm hơn các bạn. Rồi, đề bài cho là ví dụ 38. Cho cấu kiện cột có tiết diện B200 nhân cho 350, nội lực tính toán dưới tác dụng ngắn hạn của tải trọng có được tại cột các bạn. Tại tiết diện cột. Moment lực dọc là N, lực dọc N bằng trừ 543,17 kN, lực cắt là trừ 43,95 kN. Sử dụng bê tông cấp bằng B20, cốt thép đai nhóm CB240T, yêu cầu và tính toán cốt đai theo tiêu chuẩn 574/2018. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hành tính cái này cho các bạn, hướng dẫn các bạn nha. Rồi bây giờ đó, với những cái bài này á, thì đề bài cho nó rất là chung, nó thiếu nhiều thông tin. Thứ nhất đó là như các bạn biết đó, bây giờ mình sẽ lấy một cái tờ giấy. Thì như các bạn biết là trong một khung mà, một cái khung thế này, được chưa? Đó. Cái khung đây là dầm trên, đây dầm dưới, đây là cái cột. Thì lực cắt đó có thể là ở tiết diện chân cột, tiết diện đỉnh cột, hoặc là tiết diện ở giữa, đúng không? Đó. Nhưng mà các bạn bạn nào mà làm nhà, các bạn nào chạy nội lực á, các bạn sẽ thấy là moment của cột đó thì hầu như nó khá là lực cắt trong cột á thì nó khá là đều, chứ nó không có giống như dầm. Ví dụ dầm á là nó thế này. Dầm là thông thường nó sẽ đi thế này, được chưa? Hai gối đó thì moment lực cắt nó sẽ lớn, nhưng mà đối với cột đó thì nó khá là đều thế này, được chưa? Cho nên đề bài cho thì chúng ta thiếu thông tin là lực cắt ở tiết diện nào, cho nên bây giờ mình sẽ làm sáng tỏ vấn đề ra. Đó, thực chất cái việc tính cốt đai trong cột đó thì hầu như trước đây á, là ít tính lắm, anh em bố trí cấu tạo thôi. Nhưng mà đối với tiêu chuẩn 574/2018 thì người ta có hướng dẫn một cái mục mà chúng ta có thể áp dụng, chúng ta tính được. Rồi bây giờ chúng ta cùng áp dụng này. Thì đầu tiên đó, các bạn in cho mình cái tiêu chuẩn, in cái tiêu chuẩn ra. Rồi các bạn có thể tính theo công thức 93 này cho nó dễ. Công thức 93 trang 72, được chưa? Rồi công thức này đó cho phép tính tiết trên các tính toán các tiết diện nghiêng theo điều kiện 93 mà không cần xem xét các tiết diện nghiêng, khi xác định lực cắt do ngoại lực, tức là Q1 là lực cắt do ngoại lực. Thì cái này mình chạy từ SAP hoặc ATAP đó các bạn, thì mình sẽ có được cái Q1. Còn cái QB1 và QSB1 này mình sẽ tính, mình sẽ tính ra. Trong đó Q1 là lực cắt trong tiết diện thẳng gấp, như vậy cái này là mình SAP hoặc ATAP là mình sẽ có được nè các bạn.
Được chưa? Rồi, còn QFP1 thì tính theo công thức này. QFP1 thì lại tính theo công thức này. Thì cơ bản thì chúng ta xác định khá dễ dàng đúng không? Ví dụ như khi cho vật liệu bê tông là chúng ta sẽ biết được là BT sẽ tiết diện thì sẽ có BH0 rồi. Còn khi chúng ta bố trí sơ bộ khúc thép thì chúng ta sẽ tính được cái gì? Q nhỏ SV kép nhân H0 rồi. Như vậy thì hoàn toàn là tính được. Tuy nhiên nó khá phức tạp ở chỗ là khi tính toán tiết diện thẳng góc mà trong đó kể đến lực cắt Q1 này nằm gần gối tựa ở khoảng cách A, được chưa, nhỏ hơn, ở khoảng cách A nhỏ hơn 2,5 lần H0. Ví dụ H0 của mình là 400 đi, đúng không? Ví dụ là 400 đi thì có nghĩa là cái khoảng cách A là nhỏ hơn 1 mét, được chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta phải nhân, ngoài lấy theo cái biểu thức này nè, chúng ta phải nhân thêm một cái đại lượng là một cái hệ số bằng 2,5 chia cho A chia H0, nhưng mà không lấy lớn hơn 2,5 lần RBT đó. Tương tự, để xác định cái QSVK1 này các bạn, thì các bạn phải nhân thêm một hệ số nữa, đó là A chia H0. Nếu như cái vị trí lấy nội lực, tức là vị trí lấy cái lực cắt đó, nó nằm ở khoảng cách A nhỏ hơn H0 đó. Rồi, thì bạn phải nhân thêm một hệ số này nữa. Có nghĩa là hai công thức này là hai công thức cơ bản. Hai công thức cơ bản, được chưa? Bạn phải nhân thêm lần lượt hệ số này và hệ số này. Nếu như cái khoảng cách tiết diện mà chúng ta lấy đó nó nhỏ hơn H0 hoặc là nhỏ hơn 2,5 bằng H0. Thế thì bây giờ tính toán làm sao? Chúng ta sẽ đi vào cụ thể. Ví dụ trong cái đề bài này đâu có nói gì đến cái việc mà vị trí tiết diện bao nhiêu, đúng chưa? Thì chúng ta phải xác định. Thì cái đề bài này mình cho chung như vậy để mình làm nó sáng tỏ ra. Rồi bây giờ đó, chúng ta cùng thực hành nào các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta có tiết diện này, tiết diện cầu B bằng 200, H bằng 350. Thì ở đây mình suy ra H0, mình sơ bộ mình lấy H0 là bằng 350 trừ cho 30 bằng 320 mm. Thì ở đây mình giả thiết sơ bộ lớp bê tông bảo vệ là bằng 30. Rồi, vật liệu bê tông này, vật liệu bê tông sử dụng là B20, thì chúng ta sẽ có được là RB này sẽ bằng 11,5 MPa. RBT của B20 sẽ là 0,9 MPa. Mô đun đàn hồi 27.500 MPa. Rồi, tương tự khúc thép CB240T thì có RSV kép bằng 170 MPa. ES thì bằng 2 × 10^5, tức là 200.000 MPa. Rồi, thì những thông số này các bạn tra trong sách hoặc là tra trong tiêu chuẩn là nó sẽ có. Tiếp đến chúng ta sẽ đến phần tính toán. Tính toán thì bây giờ chúng ta thực hiện bài toán kiểm tra. Có nghĩa là chúng ta sẽ giả sử trước, chúng ta sẽ giả sử bố trí, đúng chưa? Sơ bộ là bố trí phi 6 A200, tức là khoảng cách bước cốt đài là 200. Thì ta sẽ tính được cái gì? Ta sẽ tính được QFP nhỏ. Cái này trong video lần trước mình đã nói rồi, cho nên mình sẽ ghi lại công thức thôi nha các bạn. Còn các bạn đọc thêm trong tiêu chuẩn, người ta có hướng dẫn đó.
Rồi chia khoảng cách bằng, mình ráp số vô 170 nhân cho 2. 2 là hai nhánh đó các bạn, đai hai nhánh bi đền phương chia cho 4, chia cho khoảng cách là 200, thì cái này sẽ ra được là 48,07 newton trên mm, cũng sẽ bằng 48,07 kilonewton trên mét. Rồi thì trong tiêu chuẩn thì đang có nói một cái vấn đề, đó là đối với cột thì nó có lực nén các bạn, lực nén rất là lớn, thì người ta có đưa cho mình một cái mục là 8.1.3.3.2 là ảnh hưởng của ứng suất nén khi tính toán trên dải bê tông giữa các tiền diện nghiêng, và khi tính toán các tiền diện nghiêng thì cần được kể đến hệ số phi n theo cái điều kiện như sau. Nếu như bạn tính ra được cái giá trị sigma m mà nó nằm trong khoảng lớn bằng 0 nhỏ hơn 0.25 RB thì bạn sẽ lấy phi n bằng 1 cộng sigma m chia RB. Còn nếu như bạn tính ra sigma m mà nó lớn hơn 0.25 RB, nhỏ hơn 0.75 RB thì bạn sẽ lấy phi n bằng 1.25. Đó, trong đó alpha sigma m là ứng suất trung bình trong bê tông. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tính toán. Ứng suất nén trung bình này, ứng suất nén trung bình trong bê tông do tác dụng của lực nén dọc trục rồi chúng ta sẽ tính được alpha m chia n chia cho b nhân h. N đề bài cho 543,17 kilonewton, đem chia cho b là 0,2, h là 0,35. Như vậy chúng ta sẽ tính được là khoảng cỡ 7.759,54 kilonewton trên mét vuông. Được chưa? Chúng ta thấy rằng là chúng ta so sánh nè, 0,25 RB sẽ bằng 0,25 nhân cho 11,5 nhân cho 10 mũ 3 để chuyển đổi đơn vị đó các bạn, thì ra được 2.875 kilonewton trên mét vuông. Được chưa? Cái này thì nó nhỏ hơn anh sigma m. Tương tự 0,75 RB thì bằng 0,75 nhân cho 11,5 nhân 10 mũ 3, cái này bằng 8.625 kilonewton trên mét vuông. Cái này thì lại lớn hơn sigma m. Như vậy từ đây bạn dễ dàng suy ra được lấy phi n. Phi n mình sẽ lấy là bằng 1,25. Được chưa? Rồi. Như vậy thì ở lúc này lực cắt, được chưa, lực cắt chịu bởi bê tông hay là lực cắt do bê tông chịu á, được chưa? Khả năng của bê tông chịu đó các bạn, thì QB1 thì sẽ bằng phi n nhân cho 0,5 RBT nhân cho B nhân H0. Cái này ở đâu ra? Cái này bạn làm tiêu chuẩn nè, bạn sẽ thấy là người ta nói rằng là đối nếu mà có ứng suất nén á, thì bạn sẽ lấy công thức 94. Công thức 94 là công thức này nè, bạn nhân thêm trong hệ số phi n nữa. Rồi
chúng ta sẽ có các trường hợp tính toán như sau, liệt kê ra khá phức tạp đó các bạn. Trường hợp đầu tiên mình đánh dấu là A lớn. Trường hợp A bằng 0. Rồi, tức là ví dụ như đây là cây cột, được chưa? Rồi thì nếu như vị trí tiết diện của bạn, đây là cái khoảng cách gối, nếu mà cái vị trí của bạn là cái đoạn này mình gọi là tiết diện K đi, đúng chưa, mà khoảng cách của nó là A, trong tiêu chuẩn họ dùng từ A. Bây giờ cho trường hợp mình cho A bằng 0, tức là mình lấy vị trí sát chân cột luôn, được chưa, vị trí sát chân cột luôn, thì chúng ta lại có công thức tính nó khác. Thì lúc đó, bạn phải tính thế này, QB1 sẽ bằng hệ số vô, các bạn ráp cho mình hệ số 2,5 chia cho A trên H0 nhân cho phi n nhân cho 0,5 RPT nhân cho B nhân H0 bằng 2,5 chia cho hệ số này. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu mà A mà nó bằng 0 rồi đúng không, thì cái này nó sẽ là vô cùng, nó không xác định được, được chưa này. Đó, cho nên họ có nói như sau, họ có nói không được lấy lớn hơn 2,5 lần RPT. Như vậy nếu như A này tiến về bằng 0 thì cái Q B,1 này sẽ tiến tới vô cùng, tức là tiến tới vô cùng lớn. Thì lúc đó chúng ta sẽ lấy Q1 bằng 2,5 lần thôi các bạn, 2,5 lần của RBT bằng nhân cho B bằng nhân cho H0, ráp số vô chúng ta sẽ có được 2,5 lần của 0,9 nhân cho 10 mũ 3 nhân cho 0,2 nhân cho 0,32. H0 là 0,32 nha các bạn. Rồi như vậy cái này sẽ bằng là 144 km. Mà thực hiện phép nhân nha. Rồi, tương tự như vậy thì trong trường hợp này QSP kép 1 sẽ bằng hệ số A chia H0 nhân cho Q nhỏ nhân H0, mà A bằng 0 cho nên QSP kép sẽ bằng 0, được chưa, bằng 0. Rồi như vậy nếu mình gọi QU, tức là khả năng chịu lực cắt của tiết diện, được chưa, là bằng QB1 cộng với lại là QSP kép 1 thì sẽ bằng 144 cộng 0 bằng 144 kN. Rồi, ok chưa, đây là trường hợp A bằng 0, trường hợp mà chúng ta xét cái tiết diện này tại vị trí chân cột. Tiếp theo chúng ta xét trường hợp tiếp theo. Rồi, đó là trường hợp B, là trường hợp mà A lớn hơn 0 nhưng mà nhỏ hơn H0. Đây, tức là cái cột này nó có cái tiết diện là 0,32 đúng không? Chiều cao H0 là 0,32, thì chúng ta xét A đi từ 0 cho đến phạm vi là 0,32 thôi. Đó, ý là như vậy. Thì người ta có một công thức khác,
QB1 bằng 2,5 hệ số. Đây là hệ số. Nhân thêm cho phi n, nhân cho 0,5, nhân cho RBT, nhân cho B nè, nhân H0. Cái này bằng ráp vô, ráp số vào. Phi n là 1,25 nhân 0,5 nhân cho 0,9 nhân cho 10 mũ 3 nhân cho 0,2 nhân cho 0,32 thì cái này nó sẽ ra được là 28,8 chia A. Rồi tương tự QSPK1 sẽ bằng hệ số các bạn, hệ số là A chia H0 nhân cho Q nhỏ SPK nhân cho H0. Cái này rồi chúng ta đưa số vô, A chia cho 0,32 rồi nhân cho QSPK hồi nãy tính được là 48,07. Nhân cho H0 là 0,32 thì cái này nó được là 48,07A. Rồi, như vậy chúng ta tính được QU bằng QB1 cộng QSPK1. Cái này bằng 28,8 chia A cộng cho 48,07A. Rồi, đây là cái giá, đây là cái biểu thức. Bạn thấy biểu thức tính là được cái khả năng chịu lực của tiết diện ngang đúng không? Tiết diện bê tông này. Đó. Ok. Thì bây giờ chúng ta đây là cái hàm, người ta gọi là hàm phân thức hữu tỉ. Được chưa? Thì cái này đó, chúng ta muốn tính được cái khả năng nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất min QU đúng không? Min của QU xảy ra khi A sẽ bằng căn bậc 2 của 28,8 chia cho 48,07. Cái này bằng 0,774. Được chưa? Mấy? Đó. Thì A này đó, nó không thuộc cái đoạn từ 0 cho đến H0. Bởi vì H0 của chúng ta mà H0 á, hay nói cách khác á, là 0,774 đúng không? Nó lớn hơn H0. Bởi vì H0 có bằng 0,32 thôi. Bạn hiểu ý không? Đó, cho nên là cái này là không xảy ra. Trường hợp này không xảy ra. Thì chỗ này mình giải thích một tí cho các bạn dễ hình dung. Đây. Thực ra đó, cái hàm này đó, mình học lớp 12 đó các bạn, thì nó là cái đồ thị hàm số như thế này. Kiểu kiểu thế này. Đó, không biết các bạn còn nhớ không? Thì cái giá trị đây là trục, mình gọi là trục gì? Trục XD hay gọi là A. Còn này trục Y hay còn gọi là QU, đúng không? Thì cái giá trị mà để cho cái QU nó đạt min đó các bạn, thì là giá trị A này mình gọi là A0 đi. A0 này bằng 0,774 mấy. Được chưa? Mà H0 của chúng ta đó thì nằm ở đây. H0 nằm ở đây, vị trí này. Thì trên cái đoạn mà như vậy, cái đồ thị hàm số chúng ta là cái đoạn ngoài đây thì bỏ đi. Bạn hiểu không? Bỏ đi, từ 0 này
cho đến H0 thôi. Như vậy thì trên cái trên một cái miền phía bên tay trái, miền giá trị bên phía tay trái, thì cái hàm số này sẽ là nghịch biến đúng không? Nghịch biến, cho nên giá trị nhỏ nhất là tại vị trí H0. Anh em bạn hiểu không? Cái miền giá trị đây thì cái hàm là nghịch biến này, hay nói khác là giá trị sẽ giảm dần. Như vậy giá trị nhỏ nhất là nó ở vị trí H0. Bởi vì nếu chúng ta xét tại vị trí A bằng A0 thì cái A0 nó để nó đạt cái giá trị cực trị, tức là cực tiểu, thì cái A0 nó vượt ra khỏi H0 rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ xét tại vị trí H0 thôi. Rồi, như vậy thì vậy trong khoảng này, không nhỏ hơn A, nhỏ hơn H0, được chưa? Giá trị của QU sẽ giảm dần đúng không? Giảm dần. Nên min của QU đó các bạn tương ứng tại vị trí A bằng H0. Chưa? Rồi. C là trường hợp A bằng H0 Trường hợp A bằng H0, chúng ta tính ra được QB1 này sẽ bằng ráp số thôi nha các bạn, 2,5 chia cho A trên H0 nhân cho phi N nhân 0,5 RBT nhân cho B nhân H0. Cái này bằng 2,5 chia cho A là 0,32 chia 0,32 nhân cho 1,25 nhân cho 0,5 nhân cho 0,9 nhân cho 10 mũ 3 nhân cho 0,2 nhân cho 0,32 thì cái này được là cỡ 90 kN các bạn. Rồi thì ok, như vậy chúng ta tính được QB1 ứng với trường hợp A bằng 0. Chúng ta sẽ tính được lực cắt do cốt đa chịu. Cái đây là lực cắt do bê tông chịu đó các bạn. Lực cắt do cốt đa chịu sẽ bằng A trên H0 là hệ số. Chúng ta nhân cho Q SV kép nhân H0. Cái này ráp số vô bằng 48,7,07 kN nhân cho 0,32. Cái này bằng 15,38 kN. Và cái này từ đây chúng ta tính được QU bằng QB1 cộng QSV1 bằng 90 cộng cho 15,38 bằng 105,38 kN. Rồi như vậy trường hợp đó, trường hợp A bằng 0 thì ta tính được là 105,38. Như vậy thì trong cái trường hợp B, trường hợp C thì trường hợp B bao giờ nó cũng lớn hơn trường hợp C. Trường hợp C này, do đó cho nên cái min của trường hợp B chính là trường hợp C đó các bạn. Rồi chúng ta đến trường hợp D. Trường hợp D là trường hợp A bằng H0. Xin lỗi, trường hợp A
lớn hơn H0 nhưng mà nhỏ hơn 2,5 lần H0. Rồi thì chúng ta tính được QB1. QB1 cũng hệ số các bạn, ráp hệ số vào 2,5 chia cho A trên H0 nhân cho phi N nhân 0,5 RBT nhân B nhân H0 2,5 lần của A chia cho 0,32 nhân cho 1,25 nhân cho 0,5 nhân cho 0,9 nhân cho 10^3 nhân cho 0,2. Các bạn nhân thêm H0 nữa là 0,32 nữa thì nó ra được là 28,8 trên A. Đây, được chưa? Như vậy chúng ta tính được Q1 như vậy. Rồi, mà tiếp tục chúng ta tính do cốt đai. Cốt đai lúc này thì đơn giản hơn. Cốt đai lúc này sẽ bằng theo tiêu chuẩn người ta cho thì QXV kép nhỏ nhân cho H0 ráp số vô các bạn là bằng 48,07, bạn nhân cho 0,32 thì ra được là 15,38 kN. Từ đây chúng ta tính được QU sẽ bằng QB1 cộng QSV1 ráp số vào bằng 28,8 chia A cộng 15,38. Rồi như vậy cái hàm này là hàm nghịch biến. Hàm nghịch biến A mà càng tăng thì cái QU nó sẽ giảm dần. Được chưa? A mà càng tăng thì QU giảm dần. Như vậy chúng ta thấy rằng là min QU, được chưa, khi A đạt max, A max, được chưa, nên min của QU tương ứng A bằng 2,5 lần H0. Đó. Bạn hiểu ý không? Tức là mình xét trong cái khoảng mà từ H0 cho đến 2,5 lần H0. Thế mà cái hàm này á, thì nó luôn luôn giảm dần khi A tăng. Như vậy thì rõ ràng giá trị nhỏ nhất sẽ tương ứng với cái biến là lớn nhất. Rồi, trường hợp cuối cùng là trường hợp A. Thì tiêu chuẩn nó cho đơn giản hơn. Trường hợp A là trường hợp A lớn hơn bằng 2,5 lần H0. Thì lúc này chúng ta ráp số thôi. Cái này không phụ thuộc vào biến A nữa. Bằng phi N nhân 0,5 RBT nhân cho B nhân H0 1,25 nhân cho 0,5 nhân cho 0,9 nhân cho 10^3. Rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy trong trường hợp mà A lớn hơn bằng 2,5 H0 đó, thì các bạn sẽ tính QB1 bằng phi N nhân 0,5 RBT nhân B nhân H0 là bằng ráp số vô là 1,25 nhân cho 0,5 nhân 0,9 nhân 10^3 nhân 0,2 nhân cho 0,32. Được chưa? Rồi, tính ra được thì cái này đó giá trị nó khoảng cỡ là 36 kN. Rồi, tiếp tục bạn sẽ tính được do thép đai chịu sẽ bằng QSV kép nhân H0 bằng 48,07 đã tính ở trên. Bạn nhân cho 0,32 thì sẽ ra được khoảng cỡ 15,38
kN. Rồi, như vậy rõ ràng chúng ta tính được QU là cái lực cắt mà do tiết diện của cột bê tông nó khả năng nó chịu sẽ bằng QB1 cộng QSB1 sẽ bằng 36 cộng cho 15,38 bằng 51,38 kN. Như vậy bây giờ chúng ta kết luận qua 5 trường hợp. Hồi nãy giờ mình hướng dẫn cho các bạn, thực ra thì nó tới 5 trường hợp nhưng mà đúc kết lại vấn đề cho nó đơn giản. Đó là trường hợp 1 đó, thì nó là 144. Được chưa? Nó lớn không? Nó lớn hơn trường hợp 5 không các bạn? Trường hợp 5 có 51 thôi, trường hợp 144, như vậy bạn chọn 51. Trường hợp 2 là trường hợp mà A nó lớn hơn 0, nó nhỏ hơn 0. Thì người ta nói rằng là trong cái khoảng này đó thì QU nó sẽ giảm dần, nên là min của QU tướng tại vị trí A bằng H0. Thế thì thực ra cái trường hợp B với trường hợp C là 1, cho nên bạn chọn cái trường hợp là C ứng với A bằng H0 thì giá trị cũng được là 105. Như vậy 105 cũng nhỏ hơn là 51,38. Thì tương tự trường hợp D và trường hợp A, người ta nói là trong trường hợp D đó thì QU nó sẽ nhỏ nhất khi mà A lớn nhất, nên là QU nhỏ nhất tướng tại vị trí A bằng 2,5 lần H0, tức là thực ra D với A là 1. Do đó cho nên chúng ta chọn trường hợp A. Rồi như vậy qua 5 trường hợp thì chúng ta sẽ chọn kết luận. Kết luận các bạn, kết luận là qua 5 trường hợp chọn QU sẽ bằng 51,38 kN. Được chưa? Và theo như tiêu chuẩn thì đây, trong cái đoạn từ A cũng có phạm vi mà từ mình cho cái điểm này là điểm 2,5 lần H0 đi, 2,5 H0, và cái này cũng là K phải đi, thì cái đoạn này cũng là 2,5 lần H0. Thì trong cái phạm vi này, đây phạm vi này là phạm vi mà theo tiêu chuẩn tính là cái lực cắt mà do cái tiết diện cột bê tông chịu là nhỏ nhất. Được chưa? Nó sẽ có giá trị là min. Đó. Thì chúng ta tính được min. Như vậy sau này đó, sau này để kiểm tra cho cột á, thì nếu như mà cái biểu đồ nội lực của cột đó các bạn, tức là biểu đồ lực cắt đó, biểu đồ lực cắt nó cứ đều 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 thế này. Được chưa? Biểu đồ lực cắt nó đều đều thế này. Thì các bạn có thể lấy vị trí ở giữa các bạn kiểm tra. Rồi các bạn nếu như, được chưa? Nếu mà nó đều đều. Còn nếu như trường hợp mà lực cắt nó sẽ kiểu như thế này thì rõ ràng chúng ta phải kiểm tra vị trí chân, vị trí đỉnh rồi. Còn nếu như biểu đồ nội lực cột mà nó bằng thế này thì bằng vị trí, kiểm tra vị trí giữa. Được chưa? Thì mình đã hướng dẫn cho các bạn 5 trường hợp rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cái QU là cái nhỏ nhất. Được chưa? Rồi, xét tại các tiết diện. Được chưa? Với khoảng cách A lớn hơn bằng 2,5 lần H0, tức là bằng 0,25 2,5 của 0,32. Cái này tính là được 0,8 mét. Được chưa? Và QU thì bằng 51,38, lớn hơn đề bài cho là 43,95. Được chưa? Cái này bằng Q do ngoại lực gây ra. Được chưa này? Như vậy kết luận đảm bảo. Chỉ lực cắt. Được chưa? Với cốt đai
bố trí là phi 6 S200. À, bây giờ thì mình sẽ phát sơ bộ rồi. Giả sử đây là cái dòng, đây là cái cột, thì thép thép cột sẽ đi xuống, đây là thép dọc. Rồi còn cái đây á, là thép nối đúng không, thép nối từ dưới lên, thép thì trong cái đoạn nối này á, người ta sẽ bố trí thép đai rất là dài, được chưa? Thì cái đoạn này mình không có nói, được chưa? Cái đoạn này là yêu cầu cấu tạo rồi. Thế thì trên những cái đoạn thông thường, cái đoạn này khoảng cỡ là 30 hoặc 40D, 30 cho đến 40D. D là đường kính của thanh thép dọc chịu lực, đường kính lớn nhất. Như vậy thì cái phạm vi còn lại thì nó sẽ thưa hơn, được chưa? Như vậy cái mình đang tính á, là cái này nè các bạn, chứ không phải là cái ở đây, được chưa? Rồi đây mới chỉ là một trong những tiêu chí để mà các bạn kiểm tra lực cắt, bạn chọn thép đai thôi, có nghĩa là bạn chọn thép đai theo khả năng chịu lực. Ngoài ra đó thì chúng ta phải chọn thép đai theo điều kiện cấu tạo nữa, thì cái đó các bạn đọc thêm sách nha. Đó, trong các sách bê tông hoặc là các tiêu chuẩn đều có nói hết, mình chỉ nói về cách tính toán thôi. Rồi như vậy chúng ta đã bố trí và tính toán. Đây là cái hình, đây là hình mình giải thích thêm. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.